Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Lực Huyền Bí. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị và các bạn thành công trong cuộc sống. Các bạn thân mến, kênh Lê Lực Huyền Bí là kênh mà chuyên đăng tải các cái nội dung về tâm linh, về huyền bí, về tử vi, về tướng số. Và trong cái chuyên mục của ngày hôm nay thì kênh Lê Lực Huyền Bí sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn thân mến, đây chính là ba con giáp có đường công danh thăng tiến, tình duyên thuận lợi và được thần tài luôn bên cạnh trong 6 tháng cuối năm 2019. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ mình. Sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía dưới để luôn nhận được những video mới nhất từ ban biên tập của chương trình. Và ngoài ra, sau khi xem xong, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy hoan hỷ chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết để cùng tham khảo. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đây chính là ba con giáp có đường công danh thăng tiến, tình duyên thuận lợi và được thần tài luôn bên cạnh trong 6 tháng cuối năm 2019. Ba con giáp này là con cưng của trời, lắm của nhiều tiền, bỗng chốc giò to trong 6 tháng cuối năm này. Bây giờ chúng ta cùng xem đấy là những con giáp nào. Thứ nhất, đấy là người tuổi Tỵ. Có thể nói đường công danh sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều đột phá, bởi một phần lớn là nhờ sự ưu ái, tín nhiệm của cấp trên. Đồng nghĩa với đó là áp lực công việc đè nặng lên vai, song bản mệnh vẫn có đủ bản lĩnh để đối diện và giải quyết. Tử vi chỉ ra con đường công danh sự nghiệp của người cầm tinh con rắn tương đối hanh thông và sáng rõ khi bước vào 6 tháng cuối năm 2019 này. Đây là thời điểm bản mệnh hoàn toàn có thể phát huy năng lực lẫn tiếng nói của mình mà không có bất kỳ sự chèn ép hay đối đầu gì. Thành công sẽ mỉm cười với người tuổi Tỵ trong thời gian tới. Chớ vì mong muốn thăng tiến, hưởng giàu sang phú quý mà bạn nóng vội đốt cháy giai đoạn hay đi đường tắt. Hãy giữ thái độ tích cực và chủ động trước mọi vấn đề là cách tốt nhất giúp người tuổi Tỵ đạt được ước nguyện của mình. Thứ hai là người tuổi Thân. Trời sinh người cầm tinh con Khỉ, dù là đàn ông hay phụ nữ đều tốt tính, thiện lương, bản mệnh không bao giờ triệt đường sống của ai, cũng chẳng có ý dồn ai vào đường cùng. Ngược lại, khi thấy hoàn cảnh bất bình, con giáp này luôn đưa tay giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình. Nhờ thế mà người tuổi Thân tích được rất nhiều công đức được lòng bề trên. Và vào 6 tháng cuối năm 2019 này, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để nghênh tài đoán độc. Lúc này người tuổi Thân sẽ là một hướng 10, thăng quan tiến chức ầm ầm. Từ đây, cuộc đời bản mệnh sẽ bước sang một trang mới hưng thịnh sung túc đến già. Con giáp thứ ba là con giáp tuổi Mão. Người cầm tinh con mèo thường sống rất tình cảm, biết lo lắng và quan tâm đến người khác. Nội tâm của con giáp này vô cùng lương thiện, không bao giờ tìm cách hãm hại ai. Và hơn thế nữa thì người tuổi Mão có quan điểm việc ai người nấy làm, không bao giờ nói xấu hay là hạ bệ người khác. Bản mệnh vô cùng thẳng thắn, trung thực nên cấp trên tin tưởng giao cho vị trí lãnh đạo. Thời điểm từ nay đến hết năm 2019 thì con giáp này sẽ vô cùng may mắn, vì bản mệnh đầu tư vào lĩnh vực nào cũng kiếm được số tiền khủng, thần tài đến gõ cửa liên tục. Bên cạnh đó, đường tình duyên của người tuổi Mão cũng vô cùng khởi sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân của mình, còn người có gia đình sẽ có những cái giây phút hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên, cái thông tin này cũng chỉ mang tính chất là tham khảo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, các bạn vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình ở bên dưới của video, thì ban biên tập sẽ phản hồi lại với các bạn trong cái thời gian mà sớm nhất. Nếu các bạn là những người đầu tiên đến với Lê Lực Huyền Bí, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh Lê Lực Huyền Bí, thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ mình.
Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ ban biên tập của chương trình. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.